Chào cả nhà mình, buổi sáng vui vẻ nha. Hôm nay em đi câu quay lại cái đường hôm bữa câu cái cô Phi cả nhà. Hôm bữa mình câu cô Phi chỗ này giờ nó còn ụt cái ghê. Đẳng cũng có ụt nữa cả nhà. Giờ mình câu dài 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 vô chổng nha. Ví dụ chỗ này có ăn năng thế thì mình câu ở đây, còn không ăn đi dài 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 vô nha. Nay vẫn câu mùa dế nha cả nhà. Rồi sẵn câu cả nhà ơi, xuống cần. Nay nó ụt quá cho ụt luôn, mà không biết cái gì cả nhà. Để em xuống câu thử cái gì nha. Ụt quá cho ụt luôn. Ê, hình như nó ghé kìa, đời cái lâu kìa. Đó. Cá phi. Rồi dướng rồi. Rồi xong luôn. Dướng nó câu vô đó. Ở gai kìa. Rồi em ở hàng con này nhỏ bự không lấy ra nha. Đó. Lúc vào giật nha. Lôi. Đó. Em thứ hai cái nhà. Rồi gỡ cái nhà. Đó. Tại quay kêu không kịp. Con tiếp theo. Không kịp quay không kịp cái nhà. Có lúc nó ăn chậm, có lúc nó ăn nhanh quá, không biết đường quay. Rồi trời ơi trời. Chỉ cần kiềm phao là giật rồi. Đó, con bự. Bự hơn hai con nãy chút. Rồi, gỡ cái nha. Ăn rồi. Ủa, cái cô bự. Cứ vô. Cái bự nè. Nó ghẻ à. Trời, cá bên đó nó ụt ghê không. Nó đây. Rồi coi. Đó. Nhích vào cái nhà. Thấy không? Con này nó ăn ngầm rồi. Nhưng mà không nghịch phao luôn trời. Rồi, con bự. Trời Phật ơi, con nhỏ mà nó ăn ngầm gì đó. Để xuống ăn rồi. Mày hả bự? Mới để xuống ăn rồi hả? Đó, tiếp tục như thế nào. Lúc vào. Rồi trời ơi là trời, nó câu trời. Nó tức thiệt nó câu này chứ. Nhích vào kìa.
giờ này chưa tới giờ ăn của nó bởi vì nó hơi lâu. Mày hả bự, chưa tới giờ ăn của nó mới có tám mấy à, bởi vì nó ngậm lúc 9 giờ tới 10 giờ là giờ ăn của nó, nó ăn nhanh lắm. Giờ chưa đụng con bự nha, kiếm con bự về ghê, con bự rồi giờ để xuống ăn luôn kìa, lúc vào giật gì trời. Nước cũng nay hơi đục đục cũng được hết cả nhà. Nước gì là em phái à? Nước gì là câu dính đó. Quan kia vậy đi câu nước đục còn hơn này nữa. Không có cá. Đó. Đó. Mày hả bự? Im quá cả nhà ơi. Nay quay lại gặp ổ nó nữa rồi. Hí hí lâu lâu quay đi lại là gặp ổ nó nữa à. Lẫm nữa rồi, ăn nữa rồi kìa. Lúc vào bự bự nha. Ôi nó cắn nè trời ơi. Cắn tư luôn. Rồi. Gỡ đi cả nhà. Ừ sao chiếc này con nhỏ nhỏ không ta? Con này cũng được đi. Mấy con bự còn vòng vòng ngoài ngớp, vòng vòng ngoài nhóc chân mà nó không kêu dư ăn. Tại chắc còn sớm nó quá gì nó không ăn vậy cả nhà ha. Mày hả? Ui bự trời ơi bự. Lên. Ui mới nói đây mới. Mới nói con chưa con bự chưa vô ăn nguyện vô rồi. Dạ. Nó quá nhảy luôn cả nhà. Đây bự nha. Nãy giờ con nhỏ không giờ lên con bự rồi đó. Gỡ cả nhà. Sao nắng lên nóng nước là nó ăn à. Cần câu nó xe nè. Chiều về làm cái ấy lại. Sửa cần câu lại. Cái đầu nó một đụng một cụm luôn. Kìa cái nó gịch kìa. Gịch. Chết mẹ chết. Chết mẹ con bự. Ôi hai con. Ôi hai con luôn. Đây hai con đây cả nhà. Đã không? Câu mà dính hai con cảm giác nó đã lắm cả nhà. Ăn kìa. Ăn rồi kìa. Ăn rồi kìa, cảm giác gịch cái cà phê nó đã lắm cả nhà. Nó gịch cái lôi thì đã lắm. Gỡ nha. Này mua 10.000 vé là câu không hết nha. Để xuống ăn liền luôn kìa cả nhà. Rồi. Lên tim. Ôi cá bự. Lên tim. Ồ nuốt lưỡi luôn rồi. Bự nghe. Phê. Rồi gỡ cái nhà ơi. Dạ dạ. Thả vô giỏ cho chắc ăn. Cảm giác chờ đợi là hạnh phúc. Chờ đợi cá ăn là hạnh phúc. Đó, đó.
chờ đợi nó lúc nó dịch phao cái là nó vui vui làm sao cả nhà. Ủa, mất tiêu rồi. Đây nè, chờ đợi hạnh phúc. Yeah, rồi tiếp tục gỡ cái nhà ơi. Chỗ này bữa hai bữa quay lại là cá dữ lắm luôn. Sớm đi ngoài đường sông lớn đó cả nhà, chỗ đó cá ngớp dữ lắm luôn. Gịch kìa, nhỏ mà gịch dữ gì cha. Ôi, nước lử nữa rồi, con này được nha. Toàn là nước lử không à, nãy giờ mấy con nước lử rồi. Ui, sao nó không vô, rồi dướng cho luôn. Cong cây câu. Rồi gửi cả nhà. Giá em trời nay đừng có mưa nha, không ngày mưa hoài luôn cả nhà. Không ngày cái trưa chiều là mưa rồi. Để xuống ăn. Ủa cái gô bự. Trời ơi. Ừ, cái gô bự nè. Đã thiệt. Đừng có mưa không ơi, để con câu xong về hả mưa. Chuyển gió tới rồi đó cả nhà. Ý là sáng tranh thủ đi sớm đó nha. Mày hả bự. Mày hả bự. Rồi gỡ cái nhà ơi. Đó đó đó. Lúc vào. Đó. Con này đã nha. Rồi, em gỡ tiếp tục. Sắp đôi luôn cả nhà. Trời ơi, nó vần vần tưởng cái bự. Cũng được đi.
Cá bự. Nó ăn ngầm lâu lắm. Rồi tắt tắt tiếng cả nhà ơi. Cảm ơn Quyền. Lụm lụm rồi, rồi chết chết dướng vô cây rồi. Ui sắp đôi nữa rồi. Trời ơi sắp đôi nữa cái nhà ơi, quá điêu rồi. Gửi cái nhà ơi, ăn liền. Ừ, cá bự, cá bự, bự, cá bự. Nó đục dữ vậy. Ơi, nó bự gì mấy, nó vừa vừa cái nhà. Nữa trời ơi cái nhỏ lôi cái gì vậy. Lôi cái gì ơi Phật ơi, sao cái nhỏ không vậy ta? Ô cá bự, cá bự, cá bự, cá bự. Ô chạy chạy, nó chạy. Ôi, đây bự đây. Bự hơn mấy con nãy chút thôi chứ không bự gì mấy. Nãy giờ chưa gặp con bự nha. Gỡ cái nhà ơi. Nãy giờ chưa gặp con bự. Lúc 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 đi. Lúc vào. Cái nữa. Trời ơi. Ơi nhỏ. Trời lúc vào rồi. Rồi rồi. Rồi rồi, cái gì cái gì vậy? Ờ cá phi. Tưởng cái gô bự nữa. Ghía rồi đó. Lúc phao. Ồ lên tim kìa. Lên tim. Trời Phật ơi con cái lên tim bự quá trời bự. Nhỏ không trời. Đó, con này được, được. Được. Con này lấy nha. Tiếp tục gỡ. Trời Phật ơi.
được nha. Con nhỏ thì bỏ hết, con này thì lấy. Ô, trời ơi trời. Trời. Cá hết ăn rồi. Tới nắng lên là nó hết ăn rồi. Về cả nhà, về cho nhà coi thành quả nha. Cả nhà ơi. Cho cả nhà coi thành quả cá nha. Này hơi ít rồi. Đường cá này giật đá tay nha cả nhà. Rồi này cá nhỏ mà ít nữa. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều đã quan tâm theo dõi, cho em một đăng ký, một like, hẹn cả nhà video sau nha. Cái nhỏ nhỏ mà về bằng khô cả nhà ơi.